vị và các bạn, từ bao nhiêu lâu nay hình ảnh người nông dân Việt Nam luôn luôn đóng khung trong một anh nông dân mặc chiếc áo nâu, trông trời, trông đất, trông mây. Thế nhưng cho tới bây giờ thì định kiến đấy có lẽ đã cần phải thay đổi. Trong tiến trình xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, một nông thôn hiện đại thì những người nông dân cũng đang dần đổi mới. Họ không chỉ hiện đại hóa trong tư liệu sản xuất mà còn hiện đại trong tư duy sản xuất làm kinh tế nông nghiệp. Họ giờ đây có thể là một người nông dân ban ngày mặc áo nâu ra đồng, buổi trưa sẽ mặc chiếc áo xanh vào cơ sở sản xuất chế biến và buổi tối có thể mặc chiếc áo của những trí thức hay thương nhân sẵn sàng nắm bắt và đối diện với thị trường đầy biến động. Họ chính là những nhà nông hiện đại. Vậy họ ở đâu, đang làm gì? Hãy cùng gặp gỡ nhân vật của nông dân mới ngày hôm nay. Trên cánh đồng trồng ớt của xã Minh Tâm, huyện Thiệu Sơn, Thanh Hóa, Lê Minh Cương, chàng thanh niên mới ngoài 30 tuổi, đang cùng những nông dân thu hoạch ớt cho xưởng chế biến tương ớt cổ truyền của gia đình. Chỉ cách đây 4 năm, Lê Minh Cương còn là một chàng thanh niên lần đầu làm quen với đồng ruộng. Chứng kiến người dân quê mình phải nhổ ớt đổ lên bờ vì cảnh ế thừa, Cương đã nhen nhóm ý tưởng bỏ phố về quê, khởi nghiệp với trái ớt cay nồng của quê hương. Tấp lên ruộng vì lúc đấy giá ớt nó quá là thấp. Lúc đấy tôi rất là trăn trở về cái việc mà cái cây ớt là một cái cây dễ trồng và hầu như năm nào bà con cũng trồng. Thế thì tại sao lại không thể chế biến được từ cái sản phẩm từ quả ớt để ra những cái sản phẩm chế biến sâu, ổn định giá cho bà con. Từ ý tưởng ấp ủ ban đầu, Lê Minh Cương đã trải qua 2 năm nghiên cứu, 47 công thức thất bại để tìm ra công thức làm tương ớt truyền thống hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên của quê hương Thanh Hóa. Anh đặt tên cho sản phẩm của mình là tương ớt Spico, quê hương thơm mùi gia vị. Năm 2016 là một dấu mốc quan trọng của Lê Minh Cương. Anh tốt nghiệp ngành khách sạn tại Singapore, có công việc ổn định tại Sài Gòn, nhưng đã quyết định trở về quê hương để tìm kiếm cơ hội. Mình đã đi ra tận nước ngoài và đã có những cái dịp mà khiến mình rất là trăn trở trong lòng. Đó là khi mà tôi tham dự những cái sự kiện quốc tế, các nước bạn thì đều có một cái đặc sản gì đó. Thì những cái sự kiện đấy thì người Việt chỉ có mà mang những cái sản phẩm công nghiệp đến thôi. Thì tôi tự hỏi là tại sao chúng ta có rất là nhiều nông sản mà lại không có cái sản phẩm nào để tự hào và những cái sản phẩm dân tộc truyền thống của chúng ta đâu rồi. Thì tôi thấy rằng là đã đến lúc để tôi phải về quê và tôi phải làm một cái gì đấy. Sản phẩm đầu tiên mà Cương lựa chọn đó là chế biến dầu gấc. Nhưng sự non nớt về kinh nghiệm, đánh giá sai về thị trường đã khiến Cương phải nhận lại thất bại cay đắng. Trong 3 năm duy trì nhưng sản phẩm không tiêu thụ được, toàn bộ xưởng sản xuất dầu gấc khi đó đã phải đóng cửa cùng một khoản nợ khổng lồ. 5 tỷ đồng thì nó là một số lớn, số tiền rất là lớn đối với một dự án khởi nghiệp về nông nghiệp. Những cái nhân sự ở trong công ty cũ, họ thấy công ty không còn hy vọng thì họ bỏ đi. Và đó là những cái vấp ngã đầu tiên. Thất bại đầu tiên đã khiến Lê Minh Cương hiểu rằng nông nghiệp là một mảnh đất rộng mở, nhưng không phải là một sân chơi dễ dàng. Có ý tưởng, có tiềm lực kinh tế thôi vẫn là chưa đủ để thành công. Và một cơ duyên đã đưa anh tìm đến với trái ớt, một loại nông sản rất đỗi quen thuộc của quê hương. Cơ duyên mà để mà tại sao lại làm tương ớt ấy, thì trên mâm cơm của người Việt có hai thứ mà hầu hết là được làm bằng những cái nguyên liệu không còn tự nhiên nữa, đó chính là nước tương và tương ớt. Thế nên tôi mới bắt đầu đi tìm ngược lại lịch sử và để xem tương ớt bắt đầu từ đâu. Và tôi nhận ra rằng là tương ớt bắt đầu từ miền Bắc. Vì vậy tôi tin rằng là cái sản phẩm tương ớt mà làm từ cái quả ớt của quê hương, nó sẽ là một cái sản phẩm mà tôi có thể theo đuổi lâu dài được. Nhưng còn ý kiến trái chiều thì nhiều vô kể. Lúc đấy mình đã quyết rồi thì mình sẽ đâm lao và theo lao thôi. Xuất phát điểm là một người ngoại đạo, Cường chưa biết gì về chế biến nông sản. Thế nhưng, một năm sau thất bại đầu tiên, Lê Minh Cường đã tự học cách chế biến, ngâm ủ nông sản như dưa, cà để bán online. Nay, vốn kiến thức đó được anh vận dụng để tìm ra công thức phối trộn cho tương ớt truyền thống.
Thực ra thì tương ớt làm theo cách truyền thống ấy, thì bây giờ cũng không có ai chỉ lại cả, mà chủ yếu là do tôi tự mày mò tìm kiếm rồi đến những cái làng nghề, gặp những cái người người ta làm tương ớt đấy, mình hỏi thôi. Rất nhiều công thức phối trộn đã được Lê Minh Cường thử nghiệm, lúc là ớt sừng, lúc lại là ớt Peru, rồi giấm, đường, muối, loại nguyên liệu nào, tỷ lệ bao nhiêu, từng chút một đều phải dựa vào vị giác kèm theo kinh nghiệm và kiến thức tìm hiểu từ khắp các làng nghề cho tới trên mạng. Mỗi hũ thủy tinh trên kệ này là một minh chứng cho một công thức chưa thành công và cũng cho thấy sự kiên trì của chàng thanh niên trẻ khi đó. Nửa đêm mình cũng phải tỉnh dậy, mình nghĩ ra rằng cái đó là mình nên làm. Đến lần thứ 47 thì nó thành công. Thế ra lúc đấy thành công thì rất là vui. Mục tiêu trong sản phẩm tương ớt của Lê Minh Cương đó là làm ra sản phẩm an toàn, chỉ sử dụng nguyên liệu tự nhiên. Sau 2 năm nỗ lực, Tết Nguyên đán năm 2020, lần đầu tiên sản phẩm tương ớt truyền thống với thương hiệu Spico ra mắt thị trường. Có được thành công ban đầu khi được thị trường đón nhận, nhưng làm thế nào để tạo độ phủ cho sản phẩm mới và xa hơn là giúp người tiêu dùng hiểu được giá trị của sản phẩm an toàn. Lúc này, sự năng động của một thanh niên trẻ cùng kỹ năng marketing trong nhiều năm đi làm ở thành phố đã hỗ trợ đắc lực cho Lê Minh Cương. Tôi có quan điểm rằng là sản phẩm truyền thống, sản phẩm tốt rồi, nhưng mà mình phải biết tiếp cận bằng những cái con đường nhanh nhất, bằng những cái con đường mà nó đang trong xu hướng thì mới đưa được những sản phẩm tốt này đến nhiều người dùng hơn. Quan trọng nhất là kiến thức. Tôi mua rất là nhiều sách về marketing online, thì tôi đọc để biết là cách vận hành của marketing như thế nào, cách mình triển khai những cái chiến dịch ở trên mạng xã hội như thế nào. Thị trường tiêu thụ rộng mở, Lê Minh Cương bắt tay vào việc tìm kiếm vùng nguyên liệu sạch, vận động người dân trong vùng sản xuất ớt đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm, gần 10 tấn ớt nguyên liệu cũng được bao tiêu ổn định cho người dân địa phương. Nói chung là làm ớt thì có tiền, đủ thu nhập để chi tiêu các cái khoản. Giờ người ta cũng hướng theo cái tiêu chí là sạch, với bà con cũng thấy cái lợi cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Một sản phẩm tương ớt truyền thống trải qua 12 công đoạn để hoàn thiện. Với sự kết hợp của công nghệ, ớt vẫn được ngâm ủ trong những chiếc chùm đất, trải qua 6 tháng mưa nắng để chuyển mình thành những hương vị thơm ngon, sánh quyện. Sau 47 lần thất bại, Lê Minh Cương đã tìm ra công thức thành công trên cánh đồng nông nghiệp. Nhưng để đi xa hơn, Lê Minh Cương đã xây dựng một cộng đồng những người cùng chí hướng để lan tỏa giá trị của nông nghiệp tử tế. Chào quý vị và các bạn, một phiên chợ không chỉ mua bán hàng hóa mà còn trao đổi sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến mại thêm cả sự đồng hành. Quý vị và các bạn đã bao giờ nghe tới một phiên chợ như vậy chưa ạ? Đây là phiên chợ đặc biệt của những nhà nông hiện đại như nhân vật mà chúng ta đang gặp gỡ ở đây. Họ đã lựa chọn không đi nhanh, không đi một mình mà đi xa hơn và đi cùng với nhau. Vậy thì phiên chợ ngày hôm nay có gì đặc biệt thì xin giới thiệu Lê Minh Cương sẽ là người đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay. Cương ơi, xuất phát từ đâu mà chúng ta lại nảy ra ý tưởng là thành lập một cái phiên chợ với một cái tên phiên chợ an lành như vậy ạ? Nó xuất phát từ thực ra là những cái nhà sản xuất nhỏ và rất nhỏ ấy, họ bắt đầu bằng một cái tâm thế và mong muốn mang những cái sản phẩm tốt từ chính mong muốn của họ đến tới tay người tiêu dùng. Chính vì vậy khi mà chúng em gộp lại với nhau, chúng em quyết định lấy cái tên là chợ nhỏ an lành, chợ của những người sản xuất nhỏ và mang những cái sản phẩm an lành đến cho mọi người. Chợ nhỏ an lành, đó là tên gọi mà Lê Minh Cương và những người bạn đồng hành đặt cho phiên chợ mỗi tháng. Như tên gọi của mình, chợ nhỏ an lành là sân chơi dành riêng cho những nhà sản xuất nhỏ, sản xuất những sản phẩm thân thiện với sức khỏe. Thực tế hiện tại thì cái sân chơi dành cho các đơn vị nhỏ như vậy nó rất là thiếu. Trong khi đó các hội chợ
hiện tại ở tại các thành phố lớn thì đều dành cho những cái đơn vị lớn. Cái đặc thù của các sản phẩm nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm họ chưa có đủ cái tính hoàn thiện và chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà khi đi những cái hội chợ lớn thì thường cái tỷ lệ thất bại nó rất là cao. Đây là phiên chợ thứ 13 của chợ nhỏ An Lành và là phiên đầu tiên của năm 2023. Phiên chợ nhỏ đầu xuân thu hút 45 nhà sản xuất. Đa phần họ là những người trẻ bước đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số đó, có rất nhiều bạn trẻ đã từ bỏ công việc trở về quê hương để đánh thức những sản vật quê nhà. Mật ong lên men cùng thảo dược tự nhiên, măng rừng là những sản phẩm của Nguyễn Lê Ngọc Linh, một cô gái người dân tộc Thổ ở xã Hóa Kỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Giống như nhiều bạn trẻ ở chợ nhỏ An Lành, Linh cũng từ bỏ công việc ở thành phố lớn, trở về quê, xây dựng mô hình sản xuất trên đồi đất tự nhiên. Thời gian của vườn rừng bản Thổ của chị Linh. Những cái sản phẩm nó rất là tốt cho sức khỏe, cái thứ hai nữa là khôi phục lại hệ sinh thái của rừng. Thứ ba nữa là hỗ trợ bà con gia tăng kinh tế. Thì cái khi mà bọn em về, bọn em mới bắt đầu xác định được cái điểm lợi thế của vùng rừng núi mình là gì. Thì rừng nhiều như vậy thì sẽ thích hợp với việc nuôi ong. Và giống ong mà bọn em chọn là giống ong bản địa, giống ong rừng được thuần hóa. Với những hộ dân mà sống dựa vào rừng ấy, thì đó chính là một cái cách mà tăng thêm sinh kế cho họ khi mà cái mảnh đất họ ven rừng không được phép khai thác nữa. Đến với phiên chợ thì bọn em có các sản phẩm là dòng sản phẩm chính là những cái sản phẩm mà thảo dược lên men cùng với mật ong. Sau mỗi phiên chợ thì những nhà sản xuất nhỏ như bọn em thì đều cần phải có tự ý thức, đấy chính là phải luôn luôn nâng cao được cái năng lực sản xuất của mình. Để tạo ra một sân chơi an lành và mang tính chia sẻ, Lê Minh Cương và những người sáng lập chợ nhỏ An Lành cũng đã đặt ra những quy tắc nhất định để người tham gia tuân thủ. Trong đó, người sản xuất phải trực tiếp đứng tại các quầy hàng. Đối với những khách hàng mà họ chưa biết đến người sản xuất thì thường họ sẽ quan tâm rất là nhiều đến thành phần và chứng nhận của sản phẩm. Tuy nhiên rằng là khi mà khách hàng đến đây, đến với những cái phiên chợ nhỏ như vậy thì họ được gặp chính người sản xuất và họ có một cái niềm tin khi mà họ trò chuyện với những người sản xuất đấy. Một cái niềm tin đó rất là mạnh khi mà người sản xuất mà chính trực tiếp họ có thể kể được cái câu chuyện về sản xuất của mình, về những cái công đoạn một cách tỉ mỉ thì người tiêu dùng sẽ rất là tin tưởng. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người sản xuất vượt đường xa để đến chợ, ngay cả khách hàng cũng không ngại bỏ công sức tìm đến với phiên chợ nhỏ. Tôi sống ở nước ngoài, thành ra là khi mà về Việt Nam á, thấy cái mô hình mà chợ, làm cái chợ tập hợp lại các cái nhà sản xuất mà rất là tâm huyết, cho nên là nói chung là tôi nhớ cái không khí lúc mà sống bên kia đó, cho nên là rất là thích đi chợ nhỏ ở đây. Một phiên chợ không có sự cạnh tranh, chỉ có sự khích lệ tinh thần, học hỏi và cùng nhau phát triển. Trải qua 13 phiên, hội tụ hàng chục nhà sản xuất từ Bắc tới Nam, phiên chợ An Lành không chỉ mang đến những sản phẩm nông nghiệp đa tầng, đa giá trị, mang đến cho khách hàng niềm tin với nông nghiệp tử tế, mà còn truyền cảm hứng cho những người chung chí hướng xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái. Với cái phiên chợ này chúng mình đến với nhau cùng anh chị em sản xuất nói chuyện với nhau là chúng ta cùng khích lệ đốt lửa cho nhau để truyền cái động lực với nhau để cùng nhau phát triển. Sau một phiên trở về mình có động lực để mình bước tiếp, nói chung mình cảm thấy vui với cái công việc đấy. Đối với cái ngành sản xuất thì nó khá là nhiều biến cố, biến động. Chính vì vậy mà nếu mà cùng nhau thì là có thể đi xa được và cùng phát triển một cái nền sản xuất xanh, sạch và tốt cho người tiêu dùng. Một phiên chợ đặc biệt của những người nông dân với tư duy đổi mới, lấy nông nghiệp sinh thái là nòng cốt, để từ đó tạo lập một cộng đồng của những người làm nông nghiệp tử tế. Phiên chợ này chính là vạch xuất phát để những người nông dân văn minh, chung chí hướng sẽ cùng nhau đi xa hơn nữa trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp vị nhân sinh.